Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe về danh Xin chào các con, cô là Phương Thảo Người sẽ đồng hành cùng các con trong môn chương trình môn toán lớp 3 Bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống Ngày hôm nay, cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 5 Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ Bài 31, gam Cô mời chúng mình cùng cô đến với tiết số 1, gam. Trong tiết học này, các con sẽ biết được gam chính là đơn vị đo khối lượng. Mối quan hệ giữa gam và đơn vị kg. Vậy câu trả lời của các câu hỏi đó là gì? Thì cô mời chúng mình cùng cô đến với hoạt động đầu tiên, đó chính là hoạt động khám phá. Có bao giờ chúng mình tự hỏi, có đơn vị đo cân nặng nào bé hơn 1kg không nhỉ? Và câu trả lời là có. Để biết được đó là đơn vị nào thì cô mời chúng mình cùng cô quan sát vào chiếc cân sau. Chiếc cân này, đĩa cân đầu tiên chứa quả cân 1 kg 100 g và đĩa cân thứ hai đang chứa một gói bột ngọt. Chiếc cân đang ở trạng thái cân bằng. Vậy đến đây ta có thể nói gói bột ngọt Vậy đến đây ta có thể nói gói bột ngọt này có cân nặng 100g Và gam chính là đơn vị đo khối lượng Gam chính là đơn vị bé hơn đơn vị kg Gam được viết tắt là G Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg ra Thì còn có các quả cân đó là 1g, 2 gam g 5 g 10 g 20 g 50 g hay 100 g 200 g 500 g vân vân Vậy qua đây chúng mình đã biết được gam chính là một đơn vị đo khối lượng và được viết tắt đó là một chữ G. Vậy câu hỏi đặt ra thứ hai đó là mối quan hệ giữa đơn vị gam với đơn vị lớn hơn là kg có mối quan hệ với nhau như thế nào? Thì cô mời chúng mình cùng cô đến với phần tiếp theo. Cô Thảo tiếp tục có một chiếc cân. Chiếc cân này, một đĩa cân chứa một quả cân đang nặng 1 kg và một đĩa cân chứa một gói muối nặng 400 g và một gói muối nặng 600 g. Con thấy rằng trạng thái của chiếc cân đang ở vị trí cân bằng. Vậy nghĩa là một gói muối 400 g cộng thêm một gói muối 600 g thì sẽ có cân nặng bằng một quả cân 1 kg. Vậy 1 kg bằng bao nhiêu gam? Chúng mình chỉ cần lấy 400 g cộng với 600 g bằng 1000 g. Vậy đến đây ta thấy rằng 1 kg sẽ bằng 1000 g hay ngược lại 1000 g sẽ bằng 1 kg. Đây chính là mối quan hệ giữa đơn vị kg với đơn vị gam. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 1 kg bằng 1.000 gam và 1.000 gam bằng 1, 1 kg. Để các con có thể rõ hơn về đơn vị đo khối lượng gam, cô mời chúng mình cùng cô đến với hoạt động tiếp theo. Bài tập số 1. Điền số thích hợp thay cho mỗi dấu họ chấm. Cô Thảo gồm có bài toán 4 phần, phần A, phần B, phần C và phần D. Trước hết chúng mình cùng quan sát phần A một chiếc cân, đĩa cân chứa một quả cân 500g và một gói đường. Chuyện điện chiếc cân đang ở vị trí cân bằng. Vậy ta thấy rằng gói đường sẽ có cân nặng là 500g. Tiếp theo, gói mì chính có cân nặng bao nhiêu kg? Để được biết để biết được điều đó thì chúng mình sẽ cùng cô đi tìm tổng của quả cân 100g với quả cân 50g. Ta có 100 cộng 50 bằng 150 vậy gói mì chính có cân nặng 150 tương tự như vậy gói hạt tiêu có cân nặng bao nhiêu gam để biết được gói hạt tiêu có cân nặng bao nhiêu gam chúng mình sẽ đi tìm tổng của quả cân nặng 20g và một quả cân cũng nặng 20g 20 cộng 20= 40g vậy gói hạt tiêu cân nặng 40g tương tự như vậy gói muối cân nặng bao nhiêu gam nhỉ ta thực hiện tìm tổng số cân nặng của quả cân 200g với quả cân 200g. 200 cộng 200 bằng 400g. Vậy ta kết luận gói muối cân nặng 400g. Vậy là ta có thể dễ dàng hoàn thành bài tập số 1 rồi. Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình điền số thích hợp thay cho mỗi dấu hỏi chấm. Ta quan sát vào phần A thấy rằng ở đây có một chiếc cân và một túi táo Nhiệm vụ của các con đó là hãy quan sát và xem túi táo cân nặng bao nhiêu gam Con thấy rằng chiếc kim của chiếc cân đang chỉ vào 500 gam Vậy đến đây ta nói túi táo cân nặng 500 gam Vậy còn gói bột mì cân nặng bao nhiêu gam nhỉ? Con thấy rằng chiếc kim của chiếc cân đang chỉ vào 250 gam nên gói bột mì sẽ cân nặng 250 g. Và đó chính là cân nặng của túi táo, túi táo cũng như cân nặng của gói bột mì. Còn bây giờ chúng mình cùng cô đến với phần C nhé. Túi táo cân nặng hơn gói bột mì bao nhiêu gam? Và túi táo và gói bột mì. Và tiếp theo chúng mình cùng cô đến với phần C. Túi táo cân nặng hơn gói bột mì bao nhiêu gam? Và túi táo và túi vụ gói bột mì cân nặng tất cả bao nhiêu gam. Để biết được túi táo nặng hơn tự gói bột mì bao nhiêu gam, thì chúng mình sẽ làm như thế nào? Chúng mình sẽ lấy số cân nặng của túi táo là 500, trừ đi số cân nặng của gói bột mì là 250, ta có phép tính. 500 trừ 250 bằng 250 gam, nên túi táo cân nặng hơn gói bột mì là 250 gam. Tương tự như vậy, để bài hỏi, túi táo và gói bột mì cân nặng tất cả bao nhiêu gam. Để biết được điều đó thì chúng mình sẽ lấy số cân nặng của túi táo là 500 gam cộng với số cân nặng của gói bột mì là 250 gam. Ta có phép tính 500 cộng 250 bằng 750 gam nên túi táo và gói bột mì cân nặng tất cả 750 gam. Vậy là qua bài số 2 chúng mình đã biết được cân nặng của túi táo của gói bột mì hay bất kỳ một đồ vật nào khác. Vậy là ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau khám phá thêm một đơn vị đo khối lượng, đó chính là đơn vị gam. Gam là một đơn vị đo khối lượng. Gam là một đơn vị nhỏ hơn đơn vị kg. Mối quan hệ giữa gam và kg đó là 1 kg bằng 1.000 gam và ngược lại 1.000 gam sẽ bằng 1 kg. Trong tiết học tiếp theo, cô và các con sẽ cùng nhau làm thêm các bài tập liên quan đến đơn vị gam cũng như đơn vị kg. Vậy để biết được bài tập đó như thế nào thì chúng mình hãy cùng đón xem tiết học tiếp theo nhé. Còn tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo gửi lời cảm ơn đến các con đã dành thời gian theo dõi hết video bài học này và cô hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Xin chào các con, cô là Phương Thảo. Người sẽ đồng hành cùng các con trong chương trình môn toán lớp 3, bộ sách kết nối trí thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, Cô Thảo rất vui khi được đồng hành cùng các con trong chủ đề số 5, một số đơn vị đa độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ. Bài 31, gam. Trong tiết học trước, cô và các con đã cùng nhau khám phá về đơn vị đo khối lượng, đó là gam. Chúng mình đã biết được mối quan hệ giữa đơn vị gam và đơn vị kg. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng cô làm các bài tập liên quan đến đơn vị gam nhé. Cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng mình tính theo mẫu. Cô Thảo có mẫu sau. 250 g cộng 300 g bằng 550 g. Cô Thảo thực hiện lấy 250 cộng 300 bằng 550. Sau đó viết đơn vị kèm theo đó là g. Ví dụ số 2. 40 g chia 5 bằng 8 g. Cô Thảo lấy 40 chia 5 bằng 8. Sau đó viết đơn vị kèm theo đó là gam nên ta có 40 g chia 5 bằng 8 g. Tương tự như vậy, chúng mình cùng cô làm phần A và phần B. Phần A là phép trừ liên quan đến đơn vị gam, còn phần B đó là thực hiện phép tính nhân với đơn vị gam. Trước hết chúng mình cùng cô làm phần A. 4 740 g trừ 360 g bằng bao nhiêu? Ta lấy 740 trừ 360 bằng 380. Sau đó con viết đơn vị kèm theo là gam, nên con có 740 g 360 g bằng 380 g. Tương tự như vậy với phép tính số 2. 15 g nhân 4. Con thực hiện lấy 15 nhân 4 bằng 60. Sau đó con viết đơn vị gam kèm theo, nên ta có kết quả đó là 15 g nhân 4 bằng 60 g. Đây chính là bài toán thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia với đơn vị đo khối lượng đó là gam. Chúng mình hãy nhớ nhé. Còn bây giờ cô mời chúng mình cùng cô đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình chọn số cân thích hợp cho mỗi con vật dưới đây. Cô Thảo có bốn con vật: con gà, con chó, con chim và con bò. Có số cân nặng tương ứng như sau: 20 kg, 2 g, 200 kg và 200 g. Ta thấy rằng con gà chính là con vật có số cân nặng đó là 2 kg nên Ta thấy rằng hai 2... Ta thấy rằng 20 kg chính là số cân nặng của con chó nên cô Thảo thực hiện nối với con chó. Vậy con chó có số cân nặng là 20 kg. Con gà có số cân nặng là 2 kg nên cô Thảo sẽ thực hiện nối con gà với 2 kg. Con chim sẽ có cân Con bò sẽ có số cân nặng đó là 200 kg, nên cô Thảo sẽ thực hiện nối con bò với 200 kg. Và cuối cùng, con chim sẽ có số cân nặng là 200 g, nên cô Thảo sẽ nối con chim với số cân nặng đó là 200 g. Vậy là với bài tập số 2, các con đã ước lượng số cân nặng của các con vật, con gà, con chó, con chim hay con bò. Và chúng mình có thể ước lượng số cân nặng của bất kỳ một con vật nào hay bất kỳ một đồ dùng nào trong gia đình của con nhé. Vậy là ngày hôm nay, cô và các con đã cùng nhau vượt qua hai thử thách. Thử thách số 1 yêu cầu chúng mình làm các bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia với đơn vị đo khối lượng đó là gam. Và bài tập số 2, chúng mình tập ước lượng cân nặng của các con vật. Và bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo gửi lời cảm ơn đến các con đã dành thời gian theo dõi hết video bài học này và cô hẹn gặp lại các con trong các bài học sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về dách